Vâng, Gerlo xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, em trân trọng được giới thiệu cũng review đến toàn thể các bác một mẫu sản phẩm, đó là mixer cho những bác nào đi sự kiện. Với dòng mixer mới hôm nay tôi giới thiệu nó là sản phẩm mixer chính hãng, đó là sản phẩm XA16 Pro. Mời bản thân đơn vị em đã bán rất nhiều phụ bác anh em, cũng như đến ngày hôm nay thì số lượng em về được 20 chiếc thì em vừa cấp đặt hàng 5 chiếc ở đây của kho, còn 15 chiếc để quay review cho anh em. Thì đối với sản phẩm này thì bên nhà hãng về số lượng rất là hạn chế, mỗi lần mà trước về số lượng ít hơn mà cũng cháy hàng ngay. Thì đến ngày hôm nay thì hàng về thì em cũng trả đơn cho các bác, cũng như thông báo trên kênh để những bác nào có nhu cầu mua sắm đối sản phẩm mixer như đi chơi bàn sự kiện. Vì dòng bàn mixer này là một mẫu mixer mà em đánh giá rất là cao, được thị trường anh em cũng rất là tin dùng, hay đi nắp cho show sự kiện đám cưới. Đối bàn này sử dụng là 12 line, và cái điều quan trọng cái đường fake của nó cũng đường nhạc rồi, trong này nó sẽ hay hơn cho sản phẩm như mixer như Diacorp 1000 thị trường. Đấy là một cái đặc điểm mà em đánh giá rất là cao đối với bàn mixer này. Và bây giờ em sẽ review lại cái phần ngoại quan lần nữa để cho các bác anh em nhìn thực tế, cũng như các bác nào có nhu cầu thì liên hệ đơn vị em. Và hiện tại bên đơn vị em thời điểm này nhá, về số lượng nhiều hơn thì em bán với mức giá tốt hơn so với trước, nên anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với mức giá cực kỳ tốt, có thể mức giá tốt nhất thị trường Việt Nam thì tại bây giờ. Anh Dũng nhắc cho em với. Thì tại hai cơ sở bên mình, cơ sở 1 là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2 48B cư xá Ba Điểm, quốc lộ 2, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn hàng phụ bác anh em nhé. Và các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ em qua ba số điện thoại online đây. Điện thoại, hai số điện thoại thì chính trước cơ sở 1, và cơ sở 2 số điện thoại chính đây ạ. Anh đặt hàng xuống được. Đặt xuống rồi đến những chơi lên. Và đối mẫu mixer đây là mẫu mixer hàng mới tinh chính hãng, được bảo hành 1 năm các bác nhé. Thì kèm theo của nó thì các bác thấy này, ở đây một củ nguồn adapter đo biết như là bằng hai cái lấm đấm của em. Đây bác nhìn nắm tay em cầm đây bác biết rồi đúng không ạ? Bằng hai nắm tay em cộng lại to lắm ạ. Nguồn adapter to khủng chà bá luôn. Vì to này nó mới chịu dòng, chịu nhiệt được các bác nhá. Chịu dòng được, tải được. Đối mẫu mixer thiết kế rất là đẹp mắt, cũng như là khỏe khoắn, và cái điều quan trọng là chất lượng. Ngoài giá thành hợp lý ra nhưng em đánh giá rất là cao về chất lượng của mẫu XA16 Pro này. Anh mở cho em một con mỡ bên cạnh này đi cho đẹp, mở luôn cái hở hai con bày ra cho đẹp này. Được xong. Thiết kế 12 line bác nhá, 12 line. 12 line nhưng các bác lưu ý là 12 line, nhưng đây là line được sử dụng đường tín hiệu 12 line, nhưng mà sử dụng với rất nhiều tính năng. Đối dòng này rất là tính năng, nhất là cái đo trọng đường fake của nó bác nhá. Đường fake thì em đã có bài test rồi cho hôm nay rồi, vì là không cắm trực tiếp để test cho anh em được, thì hôm nay em review ngoại quan thôi. Nhưng cái điều quan trọng là đây mẫu mixer mà em đánh giá rất là cao về cái đường fake, đường nhạc của nó. Nhạc rất là hay luôn. Tiếng nhạc nó xử lý cái cần equalizer và cái con chip xử lý bên trong đó ạ. Con chip xử lý của nó chip 424 bit, nghĩa là tương đương với chip của một con vang họ nhà X nhá. Tương đương với chip con vang của họ nhà X, và sử dụng đến mấy 99 effect khác nhau. Cái đường effect của này tiếng rất là hay, cũng như sử dụng của nó là các núm tinh chỉnh, các chế độ là rất dễ tiện lợi các bác nhá. Một mẫu mixer mà em đã cháy hàng đến ngày hôm nay, về hàng báo cáo trên kênh, nếu anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị em nhé. Sử dụng cấp USB này, nó thì rất là hay đối dòng mixer này, đó là sử dụng qua Wi-Fi hoặc USB để các bác cắm ở đây và các bác sử dụng. Đó là một điểm mà em muốn nhấn mạnh ở dòng mixer này. Nó cao cấp hơn nhiều với sản phẩm mixer khác cùng tầm 12 line trên thị trường. Và đây là sản phẩm chính hãng các bác nhá. XA16 Pro. Rất nhiều anh em đã review rồi, mà hôm nay bên Hiếu Minh cũng về hàng, cũng thông báo trên kênh, và số lượng về cũng khá là nhiều. Về được 20 chiếc để phụ qua anh em trong thời gian này. Thời gian mà cũng là vào mùa, với thì cách đây khoảng 3 tháng là đã dỡ dịch rồi, thì bây giờ rất nhiều anh em đi sự kiện các thứ vào mùa, và thời điểm này là cũng thời điểm người các bác có thể là đầu tư cho mình những chiếc mixer chất lượng cao, để các bác có thể là mức giá thành hợp lý, để các bác có nhu cầu là nhanh gỡ lại vốn và đảm bảo chất lượng với dàn âm thanh của mình, thì đây là mẫu mixer mà em đánh giá rất là cao, cũng như các bác có nhu cầu thì liên hệ em qua ba số online đây, hoặc đến cơ sở bên em 364 Quang Trung ở Đông Nội, hoặc 48B cư xá Ba Điểm, quốc lộ 2, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh các nhé. Một mẫu mixer rất là lý tưởng cho các bác chơi. Electro House XA16 Pro. Hàng mới tinh đập hộp các nhá.
Với thiết kế 99 effect của nó thì cái đường effect của con này rất là kiểu nó rất là ngon cho các bác chơi, thì các bác tiện dụng đỡ khỏi là sử dụng nhiều vang số này, hoặc các bác đỡ sử dụng cốt, đối với dàn thông thường thì đỡ khỏi sử dụng cốt. Còn tất nhiên đối với do bộ dàn đánh 3 quay, 4 quay mà đánh dàn quá lớn thì tất nhiên vẫn sử dụng cốt số vào để căn chỉnh, nhưng đối với dàn thông thường thì bác sử dụng con bàn này nó có thể làm chủ được cả bộ dàn rồi, cũng như là cái khả năng chống hú của con bàn này rất là tốt. Ngoài ra nữa là cái vấn đề nữa là nó dễ dàng tinh chỉnh và dễ dàng làm chủ được. Đấy, nó như sử dụng như một con vang cơ vậy. Đấy, anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị em nhé. Và một clip của em xin phép dừng tại đây và xin chân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.